Chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một cái máy vệ sinh hơi nóng của Thụy Sĩ bác nhá. Cái này Thụy Sĩ, hàng châu Âu, xuất cho thị trường Nhật Bản, điện 100V các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái dây của nó này. Đấy, rất là to các bác ạ, cổ tay. Đấy, dây nguồn của nó này. Đấy, các bác nhìn thấy chất chưa? Đấy, cực kỳ là đẹp các bác nhá. Thì vệ sinh thì rất là nhiều thứ nhá, vệ sinh tủ lạnh này, để em vệ sinh tủ lạnh. Đấy, bếp ga, nồi cơm, nói chung là vệ sinh cực kỳ là nhiều thứ, kể cả xe hơi, ủi quần áo các bác ạ. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều, vệ sinh đồ gỗ. Đấy, các bác nào quan tâm thì alo cho em bác nhá. Hôm nay có cái nồi cơm tiện thể thì đây em cũng có đây, cái máy cacher của thị trường Nhật. Điện 100V. Đấy. Cái này thì là công suất của nó 1500W đây. Đấy. Thì tối nay em sẽ có một cái video lên cụ thể cho các bác nhá. Đấy. Rồi giờ tiến hành xả hơi cái này. Hơi mạnh quá, mạnh. Giảm bớt hơi, hơi là mạnh quá. Đó, ok không? Đấy, rất là nhanh các bác. Thì nói các bác này, em đang cầm một tay nhá. Đúng ra em phải có một tay ấy, để em đỡ cái máy lại. À, đỡ cái nồi cơm lại để em sử dụng. Đấy. Thì em đang dùng cái này nhá. Đấy, các bác sẽ dùng một cái khăn nữa. Đấy, một cái khăn nữa để làm gì? Để mình lau chùi khi mình máy chạy cái là mình đỡ những cái bẩn lại, mình lau đi luôn nhá. Không nem nốt ra xong nồi. Hoặc là tủ lạnh cũng thế. Đấy, ví dụ như vậy thôi. Đấy, khi mình áp lực của nó rất là mạnh nhá. Em mở rất nhỏ nhé, chưa phải mở lớn đâu. Đấy, áp lực nó rất là cao thì mình sẽ lau luôn. Đấy. Tiện đây. Đấy. Thấy không? Đó. Cực kỳ là tiện lợi. Nhiều thứ lắm các bác ạ. Đấy, bởi vậy em có một cái máy có giờ em bán đâu. Đấy, cái máy này 7,5 triệu em bán rồi các bác ạ. Đấy, các bác quan tâm tới cái máy kia thì alo cho em, đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy, về thì sẵn xài thôi. Đấy, phụ kiện nó đầy đủ hết cho bác nhá. Đây là cái ủi nâu nhà này. Đấy. Cái này là bàn ủi nâu kính này, đấy, nâu nhà, đầy đủ hết các bác ơi. Nhiều thứ lắm.